Ai đọc kinh sách Phật giáo Nguyên thủy đều phải công nhận giáo lý của đạo Phật là chân lý của loài người. Nói chân lý loài người là nói đến một sự thật, không hề có một chút xíu nào không đúng. Chính vì vậy, nó là đạo đức nhân bản nhân quả, nên Đức Phật đã xác định thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đạo Phật chủ trương nhân bản, lấy con người làm trụ cột, biến cõi thế gian thành cảnh cực lạc thiên đàng, chứ không có hình thức mơ mộng ảo tưởng thiên đàng cực lạc hoặc thần thánh tiên phật ngọc hoàng thượng đế chúa trời dân dân do chủ trương nhân bản nhân quả nên Phật giáo lấy đức hạnh tức là giới luật làm chỗ nương tựa làm thầy hướng dẫn làm cuộc sống cho mình vì thế xây chùa to phật lớn là sai gương hạnh đức Phật ngày xưa còn đó thành đạo dưới cội cây bồ đề chết dưới cội xa la sông thọ thế mà ngày nay chùa to phật lớn khắp nơi lại còn có những ngôi chùa tháp được mọi người công nhận là kỳ quan đệ nhất thế giới thì thử hỏi những việc làm này đi ngược lại tinh thần xã phú cầu bần của phật giáo thì còn gì là phật giáo nữa phải không các bạn vì lấy con người làm gốc nên phật giáo phải xây dựng con người xây dựng con người để trở thành những kỳ quan thế giới bằng chất liệu đức hạnh không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Theo chúng tôi thiết nghĩ, đó là một kỳ quan thế giới tuyệt vời, xứng đáng để con người tự hào hãnh diện về con người thì mới đúng nghĩa. Còn xây chùa to, Phật lớn, lấy chất liệu đất đá, mô phỏng theo hình thức dạng vật vũ trụ thiên nhiên tạo ra, rồi tự hào bảo nhau đó là kỳ quan thế giới. Thực tế trên hành tinh này, vũ trụ đã xây dựng biết bao nhiêu kỳ quan đẹp đẽ gấp trăm ngàn lần những kỳ quan của loài người như vịnh hạ long phong nha vân vân so với những cảnh này con người có làm được như vậy không những kỳ quan thế giới hiện giờ chỉ là những sự mô phỏng bắt chước thiên nhiên vũ trụ vẻ hùng vĩ đẹp đẽ của nó còn thua xa vũ trụ gấp trăm ngàn lần như trên đã nói thì có gì mà chúng ta tự hào những vật chất này đều vô thường không bền chắc không giữ gìn được lâu dài chỉ một trận động đất thì những kỳ quan này còn bảo tồn được nữa không một kỳ quan của loài người lấy chất liệu đạo đức xây dựng thì động đất không làm hư hại lũ lụt không trôi bão tố không làm sụp đổ hỏa hoạn không thiêu đốt được đi khắp bốn phương ngược gió cũng không trở ngại phật giáo chủ trương như vậy vì lấy con người làm gốc nên người nào đi ngược lại xây dựng chùa to phật lớn thì không phải phật giáo mà là thần đạo là đạo mê tín, là đạo lường gạt con người. Tôn giáo có thế giới siêu hình, là tôn giáo phi khoa học, phi nhân bản, vô đạo đức nhân bản nhân quả, vân vân. Phần đông những tôn giáo này đều có chùa to, Phật lớn. Đệ tử của Đức Phật ngày xưa được sự chỉ đạo của ngài nên không cất chùa to, Phật lớn, chỉ am tranh vách lá cúng dường Phật và chư tăng để tránh mưa, ẩn nắng tu hành chứ không có thờ phượng như ngày nay. Những nơi ở ấy được gọi là tịnh xá. Tịnh xá có nghĩa là ngôi nhà ở thanh tịnh. Trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc những tịnh xá như tịnh xá Kỳ Hoàng, tịnh xá Trúc Lâm, dân dân. Hòa Thượng Hệ Quang, Hòa Thượng Khánh An đã tổ chức những chuyến hành hương về thăm xứ Phật. Trước mắt các ngài, tịnh xá Kỳ Hoàng và tịnh xá Trúc Lâm chỉ còn là một khu rừng hoang vu không tìm được một cục đá, một viên gạch, chứng tỏ ngày xưa Đức Phật cùng chúng thánh tăng sống dưới bóng cây, dưới túp lều tranh lá hay trong hang hốc. Những nơi thánh địa ấy chứng tỏ phạm hạnh của tu sĩ thời bấy giờ rất cao. Tất cả các tôn giáo trên hành tinh này đều nhắm vào sự xây dựng cơ sở đồ sộ vĩ đại để lại dấu tích như tòa thánh La Mã của Thiên Chúa, đế thiên, đế thích, đền An Co, Phật giáo Nam Tông tòa thánh tây ninh cao đài giáo vân vân còn cơ sở phật giáo nguyên thủy chỉ còn là một khu rừng quan du chính khu rừng quan du ấy mới nói lên ý nghĩa đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người khổ tất cả chúng sanh đó là tòa thánh của phật giáo là một kỳ quan thế giới đẹp nhất của mọi người mục đích phật giáo là giải thoát mọi sự đau khổ vì thế phải dứt bỏ sanh y tức là xả bỏ sạch chỉ còn ba y một bát sống không nhà cửa không gia đình đó là một giới hạnh của người tu sĩ thế mà có chùa to phật lớn thì giới hạnh của tu sĩ còn gì như vậy tu sĩ nào sống trong chùa to phật lớn là tu sĩ phạm giới tu sĩ phạm giới là ma ba tuần trong phật giáo là trùng trong long sư tử đang diệt phật giáo xin các bạn lưu ý còn bảo rằng tu sĩ đã tu xong ở trong chùa to Phật lớn, đâu sợ gì dính mắt. Giả lại, dùng cơ sở đó làm nơi giảng đạo thì mọi người tập trung về nghe Pháp rất tiện lợi. Thuyết giáo đâu bằng thân giáo. Người sống phạm giới, phá giới mà thuyết giảng cho mọi người nghe cũng giống như đào kép hát múa diễn tuồng trên sân khấu. Chùa to Phật lớn là sân khấu cho những giảng sư tu hành chưa tới đâu. Còn người tu chứng đạo, vì ích lợi mọi người nên giữ đúng phạm hạnh, xả phú cầu bần, lấy thân giáo dạy người, làm gương sáng đạo đức cho mọi người soi, nên từ giả những nơi cung vàng điện ngọc, chùa to Phật lớn.